Kênh Cô Bốn An xin chào các bạn. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn một số mẫu dừa viết chữ thư pháp và vẽ hoa mai, hoa đào để mình trưng Tết rất là đẹp mắt. Và đây là một số mẫu dừa viết chữ thư pháp để mình trưng lên bàn thờ, vừa đẹp mắt và sang và đầy ý nghĩa cho một năm mới nhiều thành công, may mắn và phát tài. Mẫu dừa mình đang quay là trái hơi nhỏ, thì mình sẽ quay những cái trái to hơn trái này chút xíu nha. Và ở đây thì có chữ lộc, chữ phúc, chữ phát tài và chữ tài lộc, mang nhiều may mắn thuận lợi cho năm sắp tới nha. Và hoa mai, hoa đào nhìn rất là đẹp và còn nhiều chữ khác nữa, thì bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Và đây là một số trái dừa có kích cỡ to hơn trái lúc nãy và với nhiều chữ thư pháp khác nhau. Và trong cái mẫu dừa lớn này thì mình có rất là nhiều chữ như an khang, thịnh vượng, phát tài, phát lộc, phúc, lộc, thọ và tài lộc, chữ bình an và hạnh phúc, với nhiều kiểu chữ thư pháp viết khác nhau và cũng vẽ hoa mai, hoa đào thêm cho trái dừa được đẹp mắt. Và lúc này thì chưa có hoàn thành đâu nha các bạn, mình còn xịt một lớp sơn bóng để trái dừa được bóng hơn và rắc thêm kim tuyến để dừa được lấp lánh, và mình còn gắn thêm nơ lên cho nó đẹp nữa nha. Ở đây thì các bạn xem qua từng trái dừa, mình sẽ chia sẻ chi tiết hơn nha. Đây là chữ lộc, mình vẽ hoa mai. Và đây là chữ phúc, mình vẽ hoa đào. Chữ phát tài, mình có một cặp đây là vừa hoa mai và vừa hoa đào luôn. Đây là chữ tài lộc, mình vẽ hoa đào nha. Một cặp dừa vạn sự như ý vẽ hoa đào và một cặp dừa vạn sự như ý vẽ hoa mai nha các bạn. Đây là chữ bình an, mình vẽ hoa đào nha. Và đây là những chữ phúc, lộc, thọ và chữ tài, nguyên một bộ của nó mình vẽ là hoa mai. Và một bộ phúc, lộc, thọ và chữ tài luôn, mình vẽ hoa đào. Và đây là chữ hạnh phúc, mình vẽ hoa mai. Thì chữ hạnh phúc này cho gia đình nào muốn mua để được hạnh phúc cho năm mới nha các bạn. Và chữ hạnh phúc hoa đào. Mình có chữ an khang thịnh vượng, một cặp đây là mình vẽ hoa đào luôn. Và đây thêm một chữ phúc, mình vẽ theo kiểu khác nha. Và ở đây thì mình vẽ hoa đào và cái nhị hoa là màu vàng nha. Đây là chữ thọ, để tặng cho những người lớn tuổi để sống được thọ hơn. Và mình viết theo cái chữ khác nhau nha các bạn. Đây chữ tài, mình cũng vẽ hoa mai và nhị vàng, kiểu chữ mình cũng vẽ khác với chữ lúc đầu nha các bạn. Đây là hai chữ giống nhau, và hoa mai và hoa đào. Thêm một chữ tài nữa, viết khác hai cái trái đó. Mình viết những chữ thư pháp đầy ý nghĩa này để cho năm mới mình gặp nhiều may mắn, thuận lợi và làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự như ý và an khang thịnh vượng, gặp nhiều bình an và suôn sẻ trong năm mới. Thì chúc các bạn xem video vui vẻ, và các bạn có thể tham khảo các mẫu dừa Tết này để mình có thể làm theo nha. Chúc các bạn làm thành công, và đừng quên bấm like và chia sẻ video. Nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ cho Cơm Bốn Ăn nha. Đừng quên nhấn chuông để cập nhật những video mới nhất từ Cơm Bốn Ăn nha. Mình chúc các bạn năm mới vui vẻ, và mình xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nha.